truyền thông của hãng xe cao cấp Kia lần này được tổ chức vào ngày 16 tháng 12 tại Staples Center, song song cùng với trận đấu giữa LA Clippers và San Antonio. Trong không khí hào hứng, sôi nổi của cuộc đấu bên dưới, giới truyền thông các đài Á Châu được tham dự cuộc nói chuyện thân mật, ấm cúng, nhưng cũng không kém phần chuyên nghiệp trong VIP suite của Staples Center. Tại đây có tham dự rất nhiều công ty truyền thông, đài truyền hình cũng như là đài radio từ khắp các cộng đồng Á Châu khác nhau như Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc. Chúng tôi cùng nói chuyện và chia sẻ những hoạt động hiện tại cũng như là dự định trong tương lai của Kia, vẫn không quên nhìn lại những thành tựu Kia đã đạt được trong những năm vừa qua. Ông Scott McKee, hiện đang là giám đốc truyền thông cho Kia tại Mỹ, cho biết với gần hơn 70 năm ra đời và sắp tới đây, vào năm 2014, sẽ là dịp 20 năm kỷ niệm ngày Kia bắt đầu hoạt động sản xuất thương mại tại Mỹ. Ông tỏ lòng biết ơn đến khách hàng bao năm nay đã ủng hộ cho Kia và cũng tin tưởng vào một tương lai thành công hơn trong những năm tiếp theo. Ông còn cho biết, các dòng xe cao cấp như K900 Luxury Sedan, thiết kế mới cho dòng minivan và xe điện cũng sẽ được cho ra mắt vào năm sau. Kia đặc biệt bày tỏ sự quan tâm đến khách hàng Á Châu vì đây là một bộ phận lớn đóng vai trò quan trọng ở Mỹ, đồng thời cũng muốn thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với giới truyền thông Á Châu. Ông vui mừng cho biết trong khoảng 3 đến 4 năm trở lại đây, Kia đã bán hơn được 500.000 mặt hàng khác nhau, trong đó Kia đã cho ra mắt 7 thiết kế mới và nhận được rất nhiều sự phản hồi tích cực từ khách hàng. Kia còn rất vui mừng được hợp tác bảo trợ cho hơn 13 đội bóng khác nhau và cũng có một mối quan hệ hợp tác bền vững với NBA, Hiệp hội bóng rổ quốc gia của Mỹ, như để nhấn mạnh sự tương đồng trong cách làm việc của hai bên đối tác, luôn luôn cố gắng phấn đấu không ngừng vì một mục tiêu lớn trong tương lai.